chỗ này luôn. Ừ, anh đốt nó sửa em anh ạ. Hôm nay lạnh quá mới đốt anh ạ. Nhà em có bình chữa cháy trong nhà rồi, không lo. Lỡ may lỡ mà lan thì mình chạy ra mình lấy, mình chạy vào mình lấy mình xịt luôn. Sao nó thêm nó